Xin chào tất cả các anh chị đã quay trở lại với chương trình radio Tổng đài Tâm sự DKRS. Mình là Khắc Tồn, rất vui được đồng hành cùng các anh chị. Thay mặt cho những người thực hiện chương trình, chúc anh chị một buổi tối nghe radio thật là vui vẻ. Chương trình radio Tổng đài Tâm sự là nơi để các anh chị gửi những tâm thư, những nỗi lòng của mình đến với mọi người. Bất kỳ những vấn đề gì trong cuộc sống, anh chị cũng có thể tâm sự ở đây. Và chắc chắn rằng thông tin của các anh chị sẽ được bảo mật tuyệt đối. Sẽ không một ai trên thế giới này biết anh chị là ai cả. Nên mạnh dạn gửi tâm sự về link được đính kèm trong bài đăng anh chị nhé. Do đã có những thay đổi về định hướng mà chương trình radio Tổng đài Tâm sự sẽ có những thay đổi về thời lượng phát sóng và lịch phát sóng của chương trình. Theo đó, chương trình radio Tổng đài Tâm sự sẽ được phát sóng 2 tuần một số vào lúc 20 giờ thứ năm của tuần phát sóng. Chương trình rất mong nhận được những đóng góp bài viết của anh chị gửi về để chương trình ngày càng đa dạng và hấp dẫn hơn ạ. Và ngay bây giờ, chúng ta hãy cùng bắt đầu chương trình nhé. Tâm sự cùng DKRS. Chào mừng các anh chị đã đến với chuyên mục Tâm sự cùng DKRS. Tiếp tục thành công với những số trước đây, tuần này chúng ta sẽ cùng đến với những tâm sự gửi về từ những vị thính giả thân yêu của đại gia đình DKRS. Đầu tiên là một tâm sự gửi đến anh Đoàn Kim Sinh, giám đốc sàn online. Vị thính giả đã có những lời gửi gắm như sau. Chào các anh chị biên tập viên và chào những vị thính giả đang nghe chương trình radio Tổng đài Tâm sự DKRS. Em có đôi dòng muốn gửi đến anh Đoàn Kim Sinh, giám đốc sàn online. Anh Sinh à, anh là một người anh, một vị thủ lĩnh rất tuyệt vời. Cảm ơn anh đã luôn nhiệt tình hướng dẫn, chỉ bảo và dìu dắt sàn online đi qua những ngày nắng cũng như những ngày mưa giông bão táp. Nhưng có lẽ đối với em, bão táp chính là khi đối diện với anh. Em biết bên trong anh là một người sếp tốt, luôn quan tâm và ấm áp, nhưng cách thể hiện thì lại là một con người khác hoàn toàn. Anh nộ như một người bố răn đe đàn con thơ vậy. Anh hay xưng mày tao, nghe xa cách vạn dặm trùng dương. Anh hay ký đầu em nữa, mặc dù biết là đánh yêu nhưng mà nó đau. Nhưng sau tất cả, em vẫn cảm ơn anh. Cảm ơn anh đã không bỏ lại tụi em phía sau mà luôn cùng tập thể sàn online đi lên, đi mãi và đi mãi, dù hiện tại chưa biết đi đâu. Em hy vọng rằng khi nghe những dòng này, anh sẽ không tra hỏi đứa nào viết, vì anh có cha thì em cũng không có nhận đâu. Chúc anh một buổi tối thật vui vẻ và ấm áp bên vợ con của mình. Cũng thông qua chương trình, em muốn gửi đến anh Sinh và tập thể sàn online một bài hát, đó là bài Tình Cha. Lời bài hát cũng là những gì em muốn gửi đến anh Sinh, ngoài những lời em nói ở trên. Cuối cùng, em xin chúc các vị thính giả nghe đài sẽ có một đêm thật là ngon giấc. Một lời gửi gắm vô cùng đáng yêu gửi đến anh Đoàn Kim Sinh. Khắc Tồn cũng đã tiếp xúc cũng như làm việc với anh Sinh rất nhiều. Anh mặc dù hơi thô bạo một tí, nhưng được các anh giỡn đau. Nhưng không sao, anh Sinh vẫn mãi là anh Sinh, một giám đốc sàn của DKRS với rất nhiều tâm huyết và yêu thương đúng không nào? Thỏa theo yêu cầu của vị thính giả thân yêu, ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với bài hát Tình Cha. Mời quý vị thính giả cùng thưởng thức ạ. Tình cha ấm áp như vầng thái dương, ngọt ngào như dòng nước trôi đầu nguồn. Suốt đời vì con gian nan, ân tình đậm sâu bao nhiêu. Cha hỡi cha già dấu và còn nhớ mãi những ngày tháng qua, kỷ niệm năm nào khó phai trong lòng, nhớ hoài tuổi thơ bên cha gian khổ ngày. Tiếp theo chương trình, chúng ta sẽ cùng đến với tâm sự của một vị thính giả vô cùng dễ thương. Hiện tại bạn đang có những khúc mắc cho riêng mình và bạn còn lời khuyên cho mình. Em chào anh Khắc Tồn, em muốn tâm sự về mối quan hệ hiện tại của mình, mong anh cho em lời khuyên. Em đang yêu thầm một anh trong công ty mình. Bọn em làm việc khác sàn nên thời gian gặp nhau không nhiều, chỉ có những lần sự kiện công ty thì mới có cơ hội đứng gần và nói chuyện với nhau. Em là một cô gái khá rụt rè, em không có nhiều câu chuyện để chia sẻ và nói với anh. Lâu lâu em chỉ viện cớ hỏi về thông tin dự án thì nhắn cho anh. Lúc ấy anh trả lời em rất nhiệt tình, anh còn gửi rất nhiều tài liệu bán hàng sang cho em. Những lúc ấy em thấy anh thật ga lăng và nhiệt tình với em. Nhưng những tin nhắn chỉ toàn công việc mà thôi,
Lâu lâu em cũng giả vờ hỏi thăm, xem anh ăn tối chưa, đang làm gì thì anh cũng chỉ trả lời ngắn gọn, cũng không có hỏi lại hay quan tâm những điều xung quanh cuộc sống của em cho lắm. Và dần dần em lại không có lý do để nhắn tin cho anh, cũng chẳng dám thổ lộ vì sợ anh không thích em. Lúc ấy gặp nhau ở công ty sẽ rất khó chịu. Những ngày gần đây công ty mình lại có các chương trình đào tạo, em lại có nhiều cơ hội để gặp anh hơn. Thường gặp nhau em cũng là người chủ động chào anh, rồi cả hai cười rồi lướt qua nhau. Nhưng cũng nhờ các chương trình đào tạo này em mới thấy giữa em và anh có một khoảng cách rất lớn. Em là cô bé tự ti, không quá năng động và thậm chí là ít giao tiếp với mọi người xung quanh. Còn anh lại là một người trái ngược, luôn hoạt bát, dễ bắt chuyện và luôn là tâm điểm của những cuộc nói chuyện trong team. Em để ý thấy rằng anh rất dễ thân với các bạn nữ khác trong team của anh. Nhìn cách anh nói chuyện, anh cười đùa với họ làm em cảm thấy như rằng em không thuộc về thế giới của anh. Anh Tồn biết không, những ngày qua em buồn lắm, em cứ cảm thấy lạc lõng và hụt hẫng. Có lẽ em đang thất tình, hình ảnh anh ấy cười giỡn với những cô gái khác cứ hiện lên trong đầu em có một chút ghen nhưng chẳng có lý do. Em cũng có chút buồn khi nhận thấy anh không hề có một chút cảm tình nào với mình. Giờ em không biết phải làm sao, không biết sẽ phải đối diện như thế nào và làm cách nào để quên được anh ấy. Anh Tồn có thể cho em một lời khuyên được không ạ? Em cảm ơn anh. Anh rất là hiểu cảm giác hiện tại của em. Người mình thương chưa chắc đã thương mình. Ở đây anh cảm giác được rằng anh bạn kia chỉ đang xem em là một người bạn, một người đồng nghiệp mà thôi. Nên rõ ràng chúng ta được quyền hy vọng. Ai cũng có quyền được yêu thương và hạnh phúc, nên đừng xấu hổ với cảm xúc của mình. Lời khuyên của anh dành cho em là hãy mạnh dạn nói ra cảm xúc của mình với anh ấy. Nếu em can đảm thì có thể tuyên bố với anh ấy rằng em sẽ theo đuổi anh. Để anh biết rằng có một vệ tinh đang theo dõi mình và đến một lúc nào đó biết đâu anh ấy sẽ nhìn về hướng của em và chúng ta sẽ có một vụ va chạm lớn ở ngoài vũ trụ thì sao? Em thử nghĩ xem, nếu giờ em không thổ lộ với anh ấy thì anh ấy và em cũng rất xa cách nhau, gặp nhau cũng cười lướt qua mà thôi. Bản thân em cũng buồn và khó chịu. Còn nếu em thổ lộ tình cảm của mình với anh ấy thì biết đâu anh ấy sẽ chấp nhận tình cảm của em thì sao? Còn nếu không chấp nhận thì đằng nào hai người cũng trở thành người dân đúng không nào? Nên rằng anh nghĩ em nên thổ lộ tình cảm của mình với anh ta, còn kết quả như thế nào thì tùy vào duyên phận của hai người. Em cũng đừng quá thất vọng, cuộc đời này luôn công bằng. Nếu không phải là người ấy thì cũng sẽ có một người nào đó đến và yêu thương em mà thôi. Mạnh mẽ lên nha cô gái, chúc em sẽ thật vui vẻ và hạnh phúc với lựa chọn của mình. Và chương trình cũng muốn gửi tặng em một bài hát, đó là bài Waiting For You. Mình chỉ là một người đến sau. Biết em đã có người ở gần bên, nhưng anh sẽ vẫn đứng ngay đây và chờ em. Mưa giông bão tố chẳng quan tâm đến ngày đêm. Kẻ si tình này cho nó phía sau tầm nhớ mong em về về. Vì say mê ánh mắt yêu luôn cả bờ môi. Muốn nói về cả thế giới chỉ thương em mà thôi. Đám đuôi u cháy lên ngọn lửa tình yêu. Bùng lên mạnh mẽ và thiêu đốt baby that's what I feel. My girl I'm waiting for you. Và phần còn lại của chương trình ngày hôm nay, chúng ta cùng đến với bài viết Dưới mái nhà chung, chúng ta cùng cười và cùng khóc của chị Võ Thị Thanh Thúy, phòng nhân sự hành chính. Ai đó đã từng nói rằng lựa chọn một lối đi trong sự nghiệp cũng khó khăn như chọn vợ, chọn chồng. Bởi ngoài việc cần có một đầu óc tỉnh táo, còn cần có một lòng kiên định và thậm chí là sự rung động của trái tim hay một chút nhân duyên nào đó đẩy đưa. Vâng, có lẽ là duyên đó ạ. À. Tôi đã đi qua nhiều công ty khác nhau, làm ở nhiều vị trí khác nhau. Tôi nhận ra rằng suy nghĩ của tôi đã khác trước. Ngày mới bước chân ra trường, những công việc với mức lương cao ngất, những vị trí xứng tầm hay những nơi làm việc sang chảnh luôn được tôi ưu tiên trong danh sách tìm việc của mình. Vội vã ứng tuyển rồi vội vã nhảy việc. May mắn phù hợp thì ở lại lâu, nếu không may thì lại tìm việc khác. Và rồi trong chặng đường đó, tôi nhận ra một điều. Một môi trường tốt, những người sếp tốt, những người đồng nghiệp thân thiện mới là thứ chạm vào tim tôi. Duyên đã đưa tôi đến với DKRS. Ngày đầu đi làm với tâm thế, cứ thử thôi, việc thì làm, không được ta lại tìm việc mới. Nhưng rồi dần dần tôi thấy mến nơi này đến lạ. Bởi lẽ, chúng tôi đến từ những nơi khác nhau, nhưng dù đến từ đâu thì dưới mái nhà chung DKRS
tôi thấy mình được trân trọng, được học hỏi và được chỉ dạy rất nhiều từ những người sếp, những người đồng nghiệp của tôi. Sở dĩ tôi nói nơi đây là một mái nhà chung bởi tại nơi đây chúng tôi làm việc cùng nhau, ăn cùng nhau trong những bữa cơm, nằm cạnh nhau trong những giờ nghỉ trưa, cùng nắm tay nhau chinh phục đỉnh Lang Biang trong những chuyến team building đầy hứa hẹn. Hay đơn giản chỉ là ngồi cùng nhau nhâm nhi ly cà phê trong cái xe lạnh của Đà Lạt. Tôi cảm nhận được những điều đó và tôi cảm thấy đây giống như một gia đình thứ hai của mình. Mỗi sáng đi làm khoác lên mình bộ đồng phục của công ty và rồi đeo chiếc logo xinh xắn in dòng chữ DKRS nơi ngực trái. Màu đỏ là gam màu chủ đạo của công ty và cũng là gam màu với tôi là ý nghĩa. Vì nó giống như màu máu của con tim, một con tim cháy rực với bao ước mơ và hoài bão. Ai cũng một lần để sống trong đời và rồi tôi chọn DKRS chính là nơi tôi sẽ sống và sẽ cháy hết mình ở đó. Tôi không làm việc như một người làm công ăn lương mà tôi làm việc với tất cả đam mê và nhiệt huyết của mình. Có người từng hỏi tôi rằng, mày lấy đâu ra nhiều năng lượng vậy và đã bao giờ mày thấy mệt chưa? Tôi cười khì và trả lời, mệt chứ. Lắm lúc cũng muốn bỏ cuộc vì những điều bất như ý trong cuộc sống, nhưng mà tôi chưa bao giờ để mình phải buồn lâu vì tôi nghĩ rằng vui cũng hết một ngày, buồn cũng hết một ngày. Vậy tại sao chúng ta không chọn vui vẻ để hết một ngày nhỉ? Trái đất này vẫn quay theo quy luật tự nhiên của nó. Chúng ta chỉ sống được một lần trong đời và tuổi trẻ sẽ chẳng đôi lần thắm lại, như nhà thơ Xuân Diệu đã từng nói. Vậy tại sao chúng ta phải lãng phí thanh xuân của mình với những điều tiêu cực? Nhiều người quen nói tôi còn trẻ, suy nghĩ bồng bột, bỏ công việc an nhàn để làm một công việc mà áp lực dí sau lưng mỗi ngày, chưa kể kinh nghiệm và cả kiến thức nữa. Nhưng biết sao được, đam mê rồi, dấn thân thôi. Tôi yêu nơi này vì ở đây đã tô vẽ thêm cho thanh xuân của tôi thêm rực rỡ. Vâng, đó là những dòng chia sẻ, những cảm xúc của chị Võ Thị Thanh Thúy, phòng nhân sự hành chính trong cuộc thi Cảm xúc từ trái tim. Thật sự khi đọc những dòng này thì Cát Tồn cảm thấy rất là xúc động. Những câu chữ mộc mạc, những cảm xúc rất chân thật làm chúng ta cảm thấy nhớ về những khoảnh khắc đã đi cùng nhau. Cát Tồn hy vọng rằng câu chuyện về những khó khăn, thách thức chúng ta đã nói cùng nhau rất là nhiều rồi. Giờ không còn là lúc để chúng ta nhìn về những điều đó nữa mà hãy đứng lên, nỗ lực để mang những kết quả tốt nhất về cho công ty. Mong chờ rằng mỗi sáng thứ hai chào cờ chúng ta sẽ nghe được những con số giao dịch thật là ấn tượng ạ. Vậy là chương trình radio Tổng đài Tâm sự số 09 cũng đã kết thúc. Cảm ơn tất cả sự yêu thương, đồng hành của quý thính giả. Để chương trình ngày càng thành công hơn và hấp dẫn hơn nữa, Cát Tồn rất mong nhận được sự đóng góp của anh chị để mang lại những hoạt động thật ý nghĩa cho mái nhà DKRS. Mọi góp ý xin gửi về địa chỉ email tondk@dkrs.com.vn hoặc gửi trực tiếp về Telegram của Cát Tồn nhé. Một lần nữa xin cảm ơn tất cả các anh chị. Chúc anh chị sẽ có một buổi tối nghe radio vui vẻ và ngủ thật ngon. Xin chào và hẹn gặp lại.